Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip hôm nay mình sẽ làm về một loại vũ khí phụ ở bên CS Việt Nam, nhưng mà vũ khí phụ lần này rất là đặc biệt. Một cây vũ khí phụ mà không thể nào gọi là kích đạn được. Đạn mặc định của em nó chỉ có 4 viên và đó chính là cái lục shotgun hay free ở trong chế độ AI ấy anh em. Đó, đem vào làm chế độ zombie càng bắn càng cái đam liền. Tính năng này zombie mạnh lắm anh em ơi. Mình có lên chui vào lỗ luôn không nhỉ? Đấy, anh em zombie nát thì mình nát như tương. Tính năng này zombie sẽ bị giảm đam nhé anh em. Là zombie rất là trâu bò. Chế độ zombie nano thì anh em đã biết rồi. Bình thường zombie ra rất là trâu rồi. Thêm tính năng giảm đam thì nó phải gọi là siêu trâu, siêu đặc biệt. Chứ không sao, rùa liếm. Mình liếm cũng được kha khá mạng. Ôi trời, sao cái lỗ này nó đông thế. Anh em ơi, anh em có thể giải tán bớt được không ạ? Chế bom sát thủ của những anh tơ bom thì thôi chứ, từ người ra đi một là cái chắc. Mình phải cẩn thận anh em ơi. Thì mình sẽ cố gắng bắn 30 mạng. Mình nghĩ cái lục này phải 30-40 mạng thì may ra mới có đam được. Tại bình thường em nó còn bắn yếu hơn cả những cái lục bình thường. Ôi ôi, trời ơi. Xin là xin, bích biển các cắt cu. Ôi ôi, tơ bom gồng thế nào chứ, nó siêu to khổng lồ. Anh em có thể thấy là chiến binh trốn ghê không? Mình có đam rồi này anh em. Mình đam to rồi. Zombie cứ vào đây là vài viện. Ui, né bom nhỉ. Trong này chỉ có nhiệm vụ né bom thôi. Không có tơ dịch chuyển này, ok này. Mình 13 mạng rồi. Đam siêu to khổng lồ. Bạn kia cover mình nhá. Mình đam to lắm rồi, bạn chỉ cần cover vẫn slow zombie thôi. Cho mình làm một bạn biến hero luôn ạ. Có gì mà phải nhắc như vậy nhở. Rùa cân tim. Mình cầm sao đồng mình dư sức cân luôn đấy. Mày này cứ đi vòng vòng này. Ngỏm hết. Anh hero đâu? Anh hero sao không biến đi hero đi anh? Anh ý sợ ạ. Úi xời ơi. Test lục. Chém đi, hay. Đó, bớt tơ đi, mình bắn cho dễ. Test lục. Hay, test lục. Úi dồi ôi, đông zombie quá anh em ơi. Úi thôi xong rồi, xin vĩnh biệt cô. Ây à. Ôi trời, nó ra thì không nhìn được cái gì luôn đấy. Mình thử test vài phát của cái lục nó khắm quá anh em ạ. Mình rõ ràng mình bắn ba mấy mạng là bắn lục 4-5 viên mới chết, mà đây là lục shotgun nha anh em. Hai trận tăng đam liên tục rồi. Nát rom luôn anh em ạ. Trên này có 6 nòng này ngon này. Anh ơi, anh có thể cover để em cầm cái lục ra em bắn vui vui thì tí không? Ôi dồi ôi, tớ lên rồi, không có cơ hội rồi anh em ơi. Zombie nó hung hãn quá. Này. Ui, tớ lên liên tục này, không có cơ hội móc lục ra bắn rồi. Thôi, mình cứ thêm một tí đam nữa đi anh em ơi. Ui dồi ôi. Thủ thôi, ông kia ông đi, ông liếm cứu dạo ngoài bên kia rồi, để mình liếm mấy cái này cho. Zombie non không kìa. Ước gì. Ừ, tốt nhất là mình cũng phải tự lo chứ, đừng vậy. Quay lại, ông kia không check, mình không check cái là đi đấy. Nát rồi mà anh em ạ, hai bọn mình nó phải gọi là đam của rời rồi. Nhưng bây giờ làm sao để có zombie nó áp sát lại mình để mình test cái lục nhỉ? Cái vấn đề này hơi lan giải đấy. Thôi quay qua check đấy, ông kia ông đi cái là mình thấy ông ấy quay qua đây check là mình sẽ qua bên kia bắn. Rồi ông ấy đang gì bên này rồi, mình qua bên này mình bắn. Rồi ông lại qua bên kia, mình lại qua bên này, đừng phối hợp nó phải ăn ý anh em. Đồng đội mình không check cái là mình phải quay qua check liền chứ không mới chỉ tả lao lên nhanh lắm. Đàm to vãi lìn rồi, 6 nòng bây giờ bắn 2-3 viên là đi rồi đấy. Không biết cái lục này thì sẽ như thế nào, mình thêm một tí mạng đi. 27-28 mạng đi. Chú Clay ở trong lỗ mình bắn đến 30 mạng rồi mà mình bắn vẫn không xi nhê gì hết. 24 mạng rồi. 25. 26. Úi dồi, bắn lốt anh tơ này nào, bắn lốt anh tơ. Nhìn rồi. Đã lục. Úi dồi ôi. Lo vẫn khắm lò anh em ạ. Đam yếu lắm.
À, có 4 viên thì 2 viên mới chết zombie à? Mình cứ tưởng one shot one kill cơ. Không, nó yếu lắm anh em ạ. Nó yếu vãi lì luôn đấy. Đây là cái súng lục này ngày xưa, cái thời anh em DIE thời kỳ đầu ấy, được tặng free mà. Bắn quá xì đà. Nhất đà hòm lên đam anh em ơi. Tốn 5 V-coin của mình. Mình thử mua review nhưng mà không ngờ em nó quá xì đà luôn anh em ạ. Mình cứ tưởng về lết thì mình sẽ cố gắng bắn một viên one shot one kill thì vẫn có thể cân team được. Nhưng mà không, bắn cả 3 viên lận. Zombie nó khá là trâu. Ôi xong mình rồi, cầm cái lục này sao chạy. Vẫn sống ạ. Có lên chui vào lỗ nhỉ, mình nghĩ mình lên chui vào lỗ đấy. Mình mới có 5 hòm thôi, anh ơi cho em liếm thêm 1-2 cái hòm nữa được. Một cái hòm, ui, thôi chạy đi anh ơi. Anh còn tham nữa anh ơi. Last rom rồi. Đấy rồi, bây giờ có 5 chiến binh này không biết đã có thể cầm cự cover để cho mình cách cái lục một tí không nhỉ. Chứ cái lục này khắm lò quá. Mình bắn thử vài viên có đam thì mình bắn nhá anh em. Ui dồi ôi. Cũng không quá gọi gì mong chờ vào cái lục này cả. Tại vì lúc đấy mình bắn cả 30 mấy mạng rồi mà. Ăn hòm không ta? Tính năng hiện tại là zombie đấm một cái là ngọc của tỏi chiến binh luôn. Zombie tính năng này là zombie tăng đam anh em ạ. Zombie càng tiêu diệt được nhiều chiến binh thì càng đam càng to. 8 vs 21. Vâng. Những người chiến binh của chúng ta có thể gọi là chiến thắng đây không đây? Úi dồi ôi. Cố lên anh em. Bốn anh em mình ở trong này cân cả thiên hạ. Toàn tơ chữ bom thôi. Né anh em ơi. Cộng max skill né đi em ơi. Ôi dồi ôi. Ông kia. Ông này nguy hiểm đấy. Toàn những trái bom nó to, nó siêu to khổng lồ anh em ạ. Úi dồi. Lại thêm những trái bom nhỏ mà kiểu tính năng sát thủ ấy kia thì. Úi bị đông lá. Được. Gần một ông sáu nòng chạy né. Hay, ông sáu nòng mày né hay quá. Được, anh em mình làm được. 3 vs 23. Anh em chúng ta làm được anh em ơi. Ông Hero này cố gắng né vào cho bom đi. Úi dồi ôi, nó đông quá anh em ơi. Úi dồi, ủa, cái gì vậy? 1 vs 25. Những người anh em của tôi. Những người anh em. Không test lục được anh em ạ. Còn hòm bên dưới này. Trời luôn, cương luôn, mình ngại đâu. Mình ngại gì đâu. Úi dồi ôi. Vỡ mồm. À quên mất kê vào đầu được mà. Đây trong lỗ mà quên mất. Ồ vào đầu thôi, bắn vào đầu anh em ơi. Đấy là mình cứ bắn vào người ạ. Úi dồi ôi, né bom. Úi. À, có diễn viên. Rồi xong thất thủ rồi chứ không đổi. Ôi, Win lại hết vãi lìn ạ. Dạ, cướp hòm của mình. 7 hòm rồi. Mình không biết clip này là clip về cây sáu đồng hay là cây lục nữa. Nhưng mà thật sự cầm cái lục này nó không cơ động anh em. Nó lại đam yếu nữa. Mình nghĩ mình lên cầm cái Timmy mắt quỷ thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà mình lại cầm 6 nòng. Nên không test được quá nhiều cái lục này. Phải bắn cho vui thôi anh em ạ. Cái gì phải lát đấy, địch bệnh cái trái bom có ID không? Có ID không vậy? Mày không phải tắt mấy cái... Ôi ôi. Flash này à. Ui xôi ôi. Tôi chỉ bom nó sát thủ thật sự anh em ạ. Không phải sao pha đấy mấy ông đằng sau cũng đi ạ. Cái pha đấy hơi điêu. 7 hòm mà gần như là cái này cũng không khác gì mà cây súng lục bình thường. Có đam to hơn một tí nhưng mà mình nghĩ là không bằng cọp được. Test một tí đấy anh em. Còn nhiều chiến binh như thế này thì mấy anh em bên cạnh mình có thể cover được mình. Và mình sẽ cố gắng liếm được kill nhiều nhất có thể. Mày. Bắn được 100 máu mình thấy định mệnh lô hốp rồi đấy.
100 máu. Nhân. Bắn cũng đau vết, đừng có đùa. Nhân. Úi xồi ôi. Lục gãi ngứa. Thôi xong rồi. Gãi ngứa. Có phát đại bác nữa. Lên đấy, bu lên. Bu lên thôi, cầm phát thao lòng và bắn anh em ơi. Chu nổi đấy. Ôi bóng kia bỏ hết bây giờ đi mày. Ai mừng như người anh em của tôi. Không sao, lục cất tim, lục yếu vãi rồi. Hay, ông hero này cương được đấy. Chết rồi. Thôi hero vậy. Lăng bã đi bộ. Lăng bã đi bộ, đi mình bộ thì chấp. Ây à. Mình nhặt 10 hòm rồi đấy. Cắt tí đam này. 12 hòm. Thật sự là không biết có đam không nhỉ. Lúc ấy mình bắn 7 hòm thì cũng gọi là sương sương bắn được một viên 1k. Úi dồi ôi. 12 hòm của em. Đam hỏa lực chiến binh là 360%. Thêm tí nữa đi. Mình cần thêm tí hỏa lực nữa đi. 14 hòm chẳng hạn. Thùng. Úi dồi ôi, một mắt tôi. Yếu quá cả trường, giật. Thôi đừng trưởng em. Đây tết cái lục cơ bắp thôi mà. Tá đâu ra này. Em xin cái hòm vậy. Ơ à. Úi dồi ôi, một xẹt chết rồi. Úi dồi ôi. Cái gì vậy? À mình bị 7 hòm rồi. Đạp to ấy, lì lên anh em ơi. Ok thôi, clip của mình đến đây nhá. Bye bye.